Trả lời báo giới, Chủ tịch Ủy ban An ninh và Tình báo Quốc hội Anh ISC Malcolm Rifkind cam kết cơ quan này sẽ điều tra một cách vô tư và sẽ đề nghị Mỹ trao những tài liệu bí mật liên quan tới Anh đã bị xóa theo đề nghị của giới chức tình báo Anh trong báo cáo tóm tắt của CIA về việc sử dụng nhục hình đối với nghi can khủng bố. Nghị sĩ thuộc bang bảo thủ này cũng cho biết, ủy ban của ông sẽ đề nghị Thượng viện Mỹ và Chính phủ Mỹ cho phép tiếp cận các phần liên quan trong báo cáo của CIA trong quá trình điều tra về hoạt động của các cơ quan tình báo Anh. Nếu cần thiết, ISC sẽ triệu tập các điệp viên, các bộ trưởng và các cựu bộ trưởng để tìm hiểu sự thật. Ông cũng bày tỏ hy vọng báo cáo điều tra của ISC về vấn đề này sẽ hoàn tất trong năm tới. Nếu phát hiện bất cứ chứng cứ vi phạm nào, ISC sẽ triệu tập các chính khách công đảng như cựu Thủ tướng Tony Blair, người cầm quyền ở thời điểm xảy ra các cuộc cáo buộc về nghi can khủng bố bị tra tấn tàn bạo để yêu cầu giải trình. Trước đó, Phủ Thủ tướng Anh thừa nhận đã đề nghị xóa một vài phần trong báo cáo của CIA về việc sử dụng nhục hình sau thảm họa khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, mặc dù trước đó phủ nhận việc giới chức Anh đã thảo luận với các đồng sự Mỹ trước khi báo cáo trên được công bố.